Sau Thái Lan hạ thấp chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam ở Mỹ Đình trước thềm SEA Games 30. Đội trưởng U22 Thái Lan, Sinaphat, tự tin vào khả năng giành tấm huy chương vàng SEA Games 30 và đánh giá đối thủ Việt Nam không còn mạnh như hồi tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng loại U23 châu Á 2020 thì U23 Thái Lan thực chất là đội tuyển U22 đã thảm bại 0-4 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Trước ngày khai màn SEA Games 30, đội trưởng Sinaphat tự tin về khả năng sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của đội nhà. Một trong những lý do khiến cho Sinafat tự tin là kinh nghiệm tại SEA Games, anh cũng bày tỏ mong muốn có tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ hai liên tiếp. Tôi đã sẵn sàng bước vào SEA Games 30 với kinh nghiệm từ kỳ đại hội trước, hậu vệ này cho biết. Đánh giá về đối thủ Việt Nam, hậu vệ sinh năm 1997 tiết lộ anh không sợ đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo khi đánh giá đối thủ không có sức mạnh như hồi tháng 3 thời điểm mà đại bóng của anh thảm bại 0-4. Họ không còn được chơi trên sân nhà. SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, vì vậy lợi thế tuyệt đối của họ không còn nữa, tờ Xe Sport dẫn lời Sinafat. Thưa quý vị và các bạn, có vẻ như thất bại đậm 0-4 của tuyển U23 Thái Lan trước tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình hồi tháng 3 vừa qua chưa thể khiến cho Sinafat nuốt trôi. Về sức mạnh đội hình của tuyển U23 Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua có thể nói là không thể mạnh bằng đội hình tham dự SEA Games tới đây. Bởi vì ở SEA Games tới đây thì đội tuyển U22 Việt Nam được bổ sung thêm hai nhân tố quan trọng là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Đó là tiền vệ Hùng Dũng và hậu vệ Trọng Hoàng. Có thể thấy là hậu vệ người Thái Lan này vẫn tỏ ra hậm hực sau trận thua đậm bẽ mặt 0-4 trước tuyển U22 Việt Nam. Huy chương vàng SEA Games cũng là mục tiêu mà tiền đạo Super Chai Giai đi. đặt ra khi cùng U22 Thái Lan đặt chân tới Philippines. Chúng tôi đã sẵn sàng, có thể Thái Lan sẽ gặp khó khăn tại vòng bảng, nhưng chúng tôi phải tập trung và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở trận cuối cùng, Trần Sút này cho biết. Thần đồng bóng đá Thái Lan tự tin giành huy chương vàng SEA Games ngầm thách thức Việt Nam. Phát biểu trước khi cùng đội tham dự SEA Games 30 tại Philippines, thần đồng bóng đá xứ sở chùa vàng là Supanat cho biết mục tiêu của U22 Thái Lan không gì khác là giành tấm huy chương vàng SEA Games. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 11, sau chấn thương bất ngờ của Ekanit, chỉ 19 thành viên của đội tuyển U22 Thái Lan tới Philippines. Dẫu vậy thì tham vọng giành tấm huy chương vàng SEA Games của tuyển trẻ xứ sở chùa vàng không vì thế mà giảm đi. Tài năng trẻ 17 tuổi được mệnh danh là thần đồng bóng đá Thái Lan, Supanat tự tin khẳng định điều đó. Mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là tấm huy chương vàng SEA Games 30. Vấn đề về kinh nghiệm thi đấu, tôi không cảm thấy có áp lực. Bản thân tôi không nghĩ quá nhiều về vấn đề này mà dành toàn bộ sự tập trung vào đá bóng, Supanat cho biết. Trong suốt quá trình tham dự vòng loại World Cup vừa qua thì Supanat luôn được ông Akira Nishino triệu tập lên đội tuyển Thái Lan. Tuy đóng góp của cầu thủ trẻ này cho đội tuyển quốc gia là chưa nhiều, với tài năng đã được khẳng định thì Supanat hoàn toàn có cơ hội đá chính ở đội U22, đặc biệt là giờ đây hàng công của Thái Lan đang mỏng đi trông thấy sau sự phóng mặt của Ekanit. Nhiều khả năng, ông Akira Nishino sẽ sử dụng bộ ba Supanat, Supachai và Supachok cho hàng công trong đội hình chính của tuyển Thái Lan. Dẫu vậy thì Supanat cho biết anh không lo lắng nhiều về việc sẽ được thi đấu chính thức hay ngồi dự bị. Tôi không quan tâm nhiều tới việc đá chính hay dự bị ở đội tuyển. Đội tuyển U22 có nhiều cầu thủ giỏi và tôi sẵn sàng bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách sử dụng nhân sự của huấn luyện viên trưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thi đấu hết sức, hy vọng người hâm mộ sẽ tới Philippines để cổ vũ cho đội tuyển. Supanat từng được bổ sung cho đội U19 Thái Lan tham dự vòng loại U19 châu Á 2020 hồi đầu tháng này. Anh thi đấu bùng nổ với 9 bàn thắng, đáng tiếc là đội tuyển U19 Thái Lan đã không thể vượt qua được vòng loại sau hai trận thua liên tiếp trước Campuchia và Malaysia. Mùa giải vừa qua thì chân sút này chơi ấn tượng trong màu áo của đội bộ Buriram United. Anh trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở AFC Champions League với pha làm bàn vào lưới Bắc Kinh Quốc An. Trong khi Supanat hoàn toàn tự tin về mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games 2019 thì đồng đội ở tuyển Thái Lan cũng như cơ đội bộ Buriram là Supachok Sarachek lại tỏ ra thừa nhận đang gặp áp lực. Tôi cảm thấy có đôi chút áp lực bởi vì người hâm mộ đều trông mong chúng tôi sẽ giành tấm huy chương vàng. Trước tiên chúng tôi phải cố gắng làm hết sức mình cho từng trận đấu. Tôi nghĩ là U22 Thái Lan có thể vượt qua được vòng bảng, nhưng dù sao cũng không được phép chủ quan. Supachok nói. Cầu thủ của Buriram United tỏ ra khá tiếc nuối khi đồng đội Ekanit không thể tham dự SEA Games 30. Sự vắng mặt của Ekanit khiến cho sức mạnh của chúng tôi giảm đi phần nào, nhưng những người khác vẫn có thể thay thế cậu ấy được, Supachok khẳng định. Bóng đá nam Thái Lan đang là quốc gia có thành tích tốt nhất tại đấu trường SEA Games. Họ đã có tới 16 lần vô địch. Hai năm trước, SEA Games 2017 thì U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Malaysia để giành tấm huy chương vàng. Người Mã muốn gặp U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 30. Tại SEA Games 30, U22 Malaysia nằm ở bảng A trong khi U22 Việt Nam nằm ở bảng B. Không gặp nhau tại bảng bảng, đội bóng của huấn luyện viên Ong Kim Sui mong muốn là đối đầu với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo tại bán kết. Tờ Wan phiên bản tiếng Malaysia viết U22 Malaysia nằm trong bảng tương đối dễ với chủ nhà Philippines, Campuchia, Myanmar và Đông Timor nếu so sánh với bảng B của Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei thì bảng A của Malaysia là dễ thở hơn nhiều. Không có cơ hội giáp mặt U22 Việt Nam ở vòng bảng, tờ quan phiên bản Malaysia hy vọng sẽ được đối đầu với đội bóng của huấn Park Hang-seo ở bán kết. Cuộc chiến chính của những chú hổ trẻ biệt danh của U22 Malaysia có thể xuất hiện ở bán kết, nơi chúng ta khả năng sẽ chạm trán Việt Nam, đội bóng tham dự với khát vọng lần đầu tiên giành huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games. Hôm 22 tháng 11 vừa rồi thì huấn luyện viên ông Kim Sui đã công bố danh sách 20 cầu thủ Malaysia tham dự SEA Games 30. Đáng chú ý trong số đó có nhóm 7 tuyển thủ quốc gia. Trong số này thì Adam No Azlin là cầu thủ quá tuổi U22, nhưng cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Johor Darul Tajim cũng mới 23 tuổi. Dù vậy thì ngôi sao đáng chú ý nhất thuộc đội tuyển quốc gia trong lứa U22 của bóng đá Malaysia là Sabawi bất ngờ không được triệu tập. Thay vào đó, Huấn luyện viên ông Kim Sui dành khá nhiều chỗ cho các cầu thủ trẻ hơn. Vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22 Malaysia nói với truyền thông sau khi đặt chân đến Philippines: "Nếu các bạn nhìn vào danh sách của tôi, các bạn sẽ thấy có khoảng 3 đến 4 cầu thủ mới. Với ba người dưới 18 tuổi, tôi muốn cho họ thêm kinh nghiệm. Họ sẽ là sự bổ sung lý tưởng, sẽ kết hợp tốt với những tuyển thủ quốc gia hiện có. Tôi muốn họ tự khẳng định bản thân tại SEA Games, sau đó sẽ mang họ đến vòng chung kết U23 châu Á vào đầu năm tới. Huấn luyện viên ông Kim Sui nói thêm. Ở lần gặp nhau gần đây nhất, hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại SEA Games, đội tuyển U23 Việt Nam từng thắng đậm U23 Malaysia của huấn luyện viên ông Kim Sui đến 5-1. Đặt trường hợp U22 Malaysia tái ngộ Việt Nam tại SEA Games năm nay, U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Việt Nam săn huy chương vàng SEA Games, Thái Lan, Indonesia hay đối thủ nào đáng ngại nhất? U22 Việt Nam đã bắt đầu bước vào hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 30. Ở đó có nhiều đối thủ đáng ngại đang chờ đợi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thưa quý vị và các bạn, sau chuyến bay dài thì U22 Việt Nam đã có mặt ở Philippines, bắt đầu cho hành trình chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games, danh hiệu mà người hâm mộ chờ đợi nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực. Niềm tin dành chiếc huy chương vàng SEA Games với bóng đá Việt Nam đang là rất lớn và người hâm mộ tin rằng huấn viên Park Hang-seo thực sự có khả năng biến giấc mơ ấy trở thành sự thật. Nhưng cũng giống như SEA Games 29 diễn ra vào năm 2017, U22 Việt Nam rơi vào một bảng đấu rất khó khăn. Chỉ mới 12 năm trước thôi thì đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng còn bị loại ngay từ vòng bảng khiến cho giấc mơ vàng SEA Games của một thế hệ cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam đổ xuống sông xuống bể. Tại SEA Games 2019, U23 Việt Nam nằm ở bảng B, trung bảng với Thái Lan, Indonesia, Philippines, Đông Timor và Campuchia. Hành trình của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng kết thúc trong nỗi tủi hổ. Bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng với U23 Thái Lan, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng chỉ cần hòa đối thủ là đi tiếp, nhưng rồi vẫn để thua đau đớn 0-3. Trước đó thì U23 Việt Nam đã không thể đánh bại được U23 Indonesia trong một trận đấu mà chúng ta hoàn toàn làm chủ về thế trận. Trong đó pha bỏ lỡ của Hồ Tuấn Tài khiến cho mọi thứ trở nên tệ hại. Nếu đánh bại được Indonesia thì các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng đã chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu cuối cùng với Thái Lan. Trung cuộc thì U23 Việt Nam kết thúc hành trình vòng bảng ở SEA Games 29 với vị trí thứ 3 có 10 điểm. U23 Thái Lan giành ngôi đầu với 13 điểm. U23 Indonesia xếp thứ 2 với 11 điểm. Thất bại tủi hổ trước Thái Lan khiến cho huấn luyện viên Hữu Thắng sau đó phải từ chức trong nỗi thất vọng tột cùng. Năm nay U22 Việt Nam cũng ở bảng B và đây cũng là bảng đấu có sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Đây thực sự là bảng đấu tử thần. Cả Thái Lan và Indonesia cùng với Singapore đều mạnh, trong khi những Brunei, Lào đều có thể sắm vai kẻ ngáng đường khó chịu. Về cơ bản thì phong độ và tiềm lực sức mạnh của Singapore và Indonesia là tương đương, đều là đối thủ đáng gờm với Tiến Linh, Quang Hải và các đồng đội. Những gì đã trải qua giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 cho thấy đây là đối thủ lớn với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Rất may là thầy Park và các cộng sự của mình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cả về nhân sự lẫn kế hoạch chiến thuật cho những trận đấu cam go ở phía trước. Đây là giai đoạn thành công của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc là Việt Nam có thể dễ dàng hạ gục các đối thủ. Hơn nữa các đối thủ đều đã dành cho chúng ta sự đề phòng và tôn trọng lớn lao. Điều đó sẽ càng khó khăn hơn cho tham vọng đi tiếp của đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.